Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, cùng với sự ủng hộ của các bộ, ngành, điện năng lượng mặt trời ngày càng được người dân đón nhận do hiệu suất chuyển đổi năng lượng ngày càng cao cùng với giá thành ngày càng giảm. Đồng thời, sử dụng điện năng lượng mặt trời không thải ra môi trường khí carbonic, góp phần bảo vệ môi trường cho cuộc sống xanh hơn. Theo số liệu thống kê, tại Việt Nam, bức xạ mặt trời trung bình là 4,3 đến 5,7 triệu kW trên năm. Năng lượng mặt trời ở Việt Nam có sẵn quanh năm, khá ổn định và phân bố rộng rãi trên các vùng miền khác nhau của đất nước. Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất đèn LED và cung cấp giải pháp chiếu sáng. Rạng Đông xây dựng dàn sản phẩm đèn LED năng lượng mặt trời nhằm đáp ứng nhu cầu chiếu sáng của người dân khi không cần đến điện lưới, tiết kiệm hóa đơn tiền điện. Đèn LED năng lượng mặt trời của Rạng Đông ứng dụng công nghệ mới nhất, hiện đại nhất trong lĩnh vực điện mặt trời. 1. Sử dụng gói LED hiệu suất cao và chuyên dụng cho chiếu sáng ngoài trời. 2. Sử dụng pin lithium dung lượng lớn, an toàn độ tin cậy cao, tuổi thọ dài và thân thiện với môi trường. 3. Sản phẩm được tích hợp các thiết kế phân bố ánh sáng hợp lý, phù hợp ứng dụng trong cuộc sống, chiếu sáng đường, chiếu sáng cảnh quan. 4. Đèn được tích hợp cảm biến, tự động bật tắt theo ánh sáng môi trường, điều chỉnh ánh sáng thông minh, bộ điều khiển lập trình theo các chế độ chiếu sáng mong muốn. 5. Tấm thu năng lượng mặt trời hiệu suất cao, ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Đối với nhu cầu sử dụng chiếu sáng giao thông đi lại, Rạng Đông cung cấp đèn đường năng lượng mặt trời giải công suất rộng. Công suất từ 15W tới 50W, phù hợp chiếu sáng đường ngõ xóm, đường liên thôn, đường biên giới. Công suất từ 50W tới 70W, phù hợp chiếu sáng đường nội bộ khu công nghiệp, chiếu sáng công viên, khu nghỉ dưỡng, trường học, bệnh viện. Công suất từ 100W tới 120W, phù hợp chiếu sáng đô thị, đường phố, đường liên tỉnh, nội tỉnh. Đèn sử dụng gói LED SMD hiệu suất quang lên tới 200 lumen trên watt, hệ số trả màu CRI lớn hơn 70, độ suy giảm quang chậm, đảm bảo chức năng chiếu sáng của đèn. Len của đèn được thiết kế quang học, phù hợp cho các loại đường khác nhau, tối ưu hiệu quả của việc chiếu sáng. Đèn đạt chỉ số bảo vệ chống nước IP66, chỉ số chống va đập IK08, cấp chịu cháy V0, đảm bảo điều kiện vận hành chiếu sáng ngoài trời, những khu vực khó kéo điện lưới. Đèn đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 772223, IEC 605983. Đối với nhu cầu chiếu sáng khu vực chung, chiếu sáng an ninh ở bãi đậu xe, chiếu sáng cảnh quan, xưởng sản xuất, những khu vực không có điện hoặc khó khăn kéo lưới điện, Rạng Đông cung cấp đèn pha năng lượng mặt trời công suất từ 10W tới 90W. 1. Sử dụng gói LED hiệu suất cao và chuyên dụng cho chiếu sáng ngoài trời. 2. Tuổi thọ của gói LED lên tới 50.000 giờ. 3. Đèn có thể dimming 2 cấp công suất và điều khiển linh hoạt bằng remote. Chế độ dimming có thể hoạt động cả khi trời sáng, phù hợp lắp đặt chiếu sáng bổ sung cho nhà kho, nhà xưởng, lối đi chung để tối ưu hiệu quả chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng. 4. Len được thiết kế và sử dụng vật liệu PC, PMMA có khả năng chịu nhiệt và tia tử ngoại tốt. 5. Sử dụng pin lithium dung lượng lớn, an toàn độ tin cậy cao, tuổi thọ dài và thân thiện với môi trường. Đối với nhu cầu chiếu sáng dự phòng trong nhà phòng khi mất điện hoặc các hoạt động cần nguồn điện di động như cắm trại, chợ đêm, làm việc đồng áng không có điện lưới, Rạng Đông cung cấp bộ lưu điện đa năng, chuyển hóa ánh sáng mặt trời thành điện một chiều, thuận tiện sử dụng với các mục đích sử dụng khác nhau, tích hợp cổng USB 5V sạc điện thoại, phù hợp với một số thiết bị sử dụng điện áp một chiều 12V và 5V, thuận tiện không lo mất điện lưới nhiều ngày do trời mưa bão, thiên tai gây ra. Sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời kích thước nhỏ gọn, thuận tiện khi phải di chuyển hoặc đi chơi xa. Tích hợp đèn chiếu sáng dự phòng cho thời gian chiếu sáng lên tới 20 giờ liên tục. Với mong muốn sản phẩm đèn năng lượng mặt trời hoạt động tốt trong điều kiện khắc nghiệt ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, Rạng Đông đã hợp tác chặt chẽ với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong việc nghiên cứu, đánh giá chất lượng, kiểm soát độ tin cậy của sản phẩm. Sản phẩm đèn năng lượng mặt trời của Rạng Đông đã có mặt tại nhiều công trình,
hệ thống đèn chiếu sáng đường biên giới Việt Nam, Campuchia, trạm biên phòng Bưng Ràm, Long An, hệ thống đèn chiếu sáng đường biên giới Việt Nam, Lào, trạm biên phòng Pa Khom, Sơn La, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Khánh Hòa, các nhà hàng, khu nghỉ dưỡng phía Nam. Với chương trình chiếu sáng cho các đường thôn, xóm tại các vùng nông thôn mới, EVN cũng đã lựa chọn đèn đường năng lượng mặt trời dạng đông để lắp tại 17 xã huyện Ba Vì, Hà Nội, 21 xã huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đèn năng lượng mặt trời của dạng đông đã đồng hành cùng các hoạt động sinh hoạt các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Triềng Tương, Sơn La. Trước kia không có ánh sáng nhưng bây giờ đã có ánh sáng và được chơi với các bạn dưới sân trường rất vui ạ. Trước đây thì do yêu cầu công tác ở khu vực biên giới thì đơn vị và các cái trạm rồi nhân dân ở trên địa bàn thì cũng đã sử dụng một số cái đèn năng lượng của nhiều công ty khác. Thế thì thấy rằng là để so sánh giữa các cái đèn với nhau thì chúng tôi thấy rằng là đối với đèn của rạng đông thì nó được sáng hơn, rồi là được lâu hơn về thời gian. Còn đèn ở các công ty khác thì chúng tôi thấy là cũng sáng, cũng bây giờ đầu sáng, nhưng tuy nhiên là cái pin năng lượng nó sẽ yếu hơn và nó sẽ không đảm bảo được cả trong đêm. Có cả trong cái thời gian vừa qua thì công ty bóng đèn phích nhựa Rạng Đông ấy đã hỗ trợ cho đơn vị lắp đặt bóng đèn trên hai cột mốc bảo vệ biên giới. Thế thì qua đánh giá thì chất lượng bóng đèn rất là tốt, sáng. Thì chúng tôi nhận thấy rằng là đây là một cái hoạt động rất là một cái việc làm rất là tốt đẹp. Vì bảo vệ biên giới thì lúc nào cũng đòi hỏi là sẽ trong một cái vầng sáng để chúng ta nhìn thấy những con người. Thứ hai nữa là chủ quyền của quốc gia thì như thế là rất tốt. Và chúng tôi mong muốn rằng trong thời gian tới sẽ được nhân rộng cái mô hình này lên. Hai là chúng tôi cũng mong muốn rằng là đơn vị mong muốn là doanh nghiệp có thể đóng góp nhiều hơn nữa đối với đơn vị đồn biên phòng nói riêng và các cái lực lượng bộ đội biên phòng nói chung trên biên giới cũng như bà con nhân dân ở khu biên giới rất mong mỏi. Đường làng ngõ xóm thì nó khang trang sáng sủa. Bà con nhân dân trong xóm là thường đi chơi thăm hỏi. Và nhất là những dịp Tết tới đây thì đi thăm hỏi nó thân mật và gần gũi. Từ khi có cái chương trình lắp đặt năng lượng mặt trời này thúc đẩy về sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương chúng tôi, nhất là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thúc đẩy được cái hoàn thành về cái xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trên địa bàn của huyện Ba Vì thì còn rất là nhiều các địa phương là chưa có điều kiện để lắp đặt cái hệ thống bóng điện chiếu sáng. Chúng tôi rất là hy vọng rằng là trong thời gian tới, Tổng công ty Điện lực Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm tới huyện Ba Vì, tạo nên những cái điều kiện rất là tích cực trong công tác từ an ninh trật tự, văn minh cho đến các điều kiện thiết yếu và cuộc sống của người dân trên địa bàn. Đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng xanh cho cuộc sống xanh.